Trước hết là xin tiến sĩ có thể nói sơ qua cái cơ bản về cái trái phiếu xanh là gì? Trái phiếu xanh nó là một cái công cụ nợ được phát hành, thì nó cũng giống như cái công cụ nợ khác của doanh nghiệp đã phát hành từ xưa đến nay. Cái loại trái phiếu nó chỉ khác một điều là trái phiếu xanh là nó hướng tới là nó cái dòng tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được đầu tư vào những cái dự án mà nó tạo ra cái hiệu ứng tích cực đối với môi trường. Thì hiệu ứng tích cực ở đây bao gồm là nó giảm thiểu hiệu ứng ví dụ như là phát thải, hoặc là nó tạo ra những cái dự án mà nó thay thế những cái nguồn nguyên liệu bẩn bằng nguồn nguyên liệu xanh hơn, tức là chúng ta gọi là nhiên liệu thế hiện nay chẳng hạn. Thì nói chung là mục tiêu chung là hướng tới là làm cho cái tác động ở môi trường nó được tích cực hơn. Thì người ta hướng tới cái dòng tiền đổ vào cái dự án như vậy thì gọi là những trái phiếu xanh. Vì sao mình phải quan tâm đến một cái trái phiếu xanh trong lúc này hả tiến sĩ hả? Lúc này thì nó có hai cái yếu tố. Thì yếu tố đầu tiên là yếu tố từ bên ngoài, là do chúng ta đã có những cái cam kết tham gia vào những cái hiệp định mà chúng ta bắt đầu từ cái câu chuyện chúng ta có hiệp định Paris. Thế giới cam kết hướng tới là phải giảm hoặc là khống chế cái mức tăng nhiệt độ ở mức 2% hoặc là thấp hơn nữa. Khi mà chúng ta tiến tới cái hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP 26 thì một cái mục tiêu tham vọng hơn nữa được đưa ra là cái mức độ tăng nhiệt độ là 1,5%. Mà như vậy thì nó có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ phải giảm phát thải, và cụ thể giảm những cái phát thải như là khí CO2, và bên phía một số nước như Trung Quốc cũng giảm phát thải một số nước như là SO2. Thì nó giảm phát thải là cái mục tiêu quan trọng. Mà khi giảm phát thải thì chúng ta sẽ có những cái tác động đối với cái ngành công nghiệp mà họ phát thải ra nhiều, và nó dẫn đến là các cái nước phát triển họ phải cam kết cái lượng vốn đầu tư để hỗ trợ một phần là doanh nghiệp trong nước của họ, một phần là doanh nghiệp bên ngoài của nước ngoài để mà giảm phát thải. Thì đầu tiên đây là cái tác động từ bên ngoài nó tác động đến, và thứ nhất chúng ta là một nước đang phát triển, chúng ta cũng tham gia vào cái hiệp định đó thì chúng ta có trách nhiệm phải cố gắng giảm phát thải. Thì đó là một cái áp lực đối với chúng ta phải, các doanh nghiệp chúng ta bây giờ phải giảm phát thải đi. Và cái thứ hai cũng là cơ hội, tại vì khi mà người ta có một cái lượng vốn, người ta sẵn sàng tài trợ cho cái nước đang phát triển để thực hiện các dự án giảm phát thải, thì chúng ta có thể lấy cái nguồn vốn đó về và chúng ta tiến hành đổi mới nền kinh tế trong nước. Thì cho nên đó là một cái cơ hội cũng như là một cái áp lực chúng ta phải thực hiện, đó là từ phía bên ngoài. Từ phía bên trong thì để tăng trưởng kinh tế chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cần phải có hạ tầng, chúng ta cần đổi mới hạ tầng, và rất nhiều câu chuyện nói về đầu tư công, về thay đổi hạ tầng rất là cần thiết. Ví dụ như khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rất cần, và đây là cũng là một khu vực được dự báo là sẽ bị tác động rất lớn bởi biến đổi khí hậu, cho nên là họ cần cái nguồn vốn đầu tư vào. Thì như vậy là từ phía bên ngoài thì áp lực vào và cũng là cơ hội, thì ngay bên trong chúng ta có những cái nhu cầu của chúng ta, cho nên chúng ta cần tham gia vào những cái dự án xanh. Và khi tham gia vào dự án xanh thì trái phiếu xanh là một cái công cụ thuận lợi, tại vì khi mà chúng ta phát hành thì cơ bản hiện nay trái phiếu xanh lãi suất nó sẽ thấp hơn ở một số tình huống, cho nên là chúng ta tận dụng một nguồn vốn nói chung là phù hợp với lại cái nhu cầu phát triển xanh của chúng ta, và nguồn vốn nó có thể rẻ đi và nó có nhiều cái lợi ích khác, ví dụ như là liên quan đến thị trường tín chỉ carbon v.v. Thì như vậy đó là chúng ta có một công đôi chuyện, và đó là lý do tại sao chúng ta nên phát hành cái trái phiếu xanh.